là Vinh, và sau đây mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái lựa chọn máy khoan pin và máy cơ lọc pin của hãng Inco. Đây là hàng mới về dùng pin 20V của hãng Inco, và đây chúng ta sẽ có thêm một cái lựa chọn, hai lựa chọn nữa chúng ta bổ sung vô cái hệ sinh thái của cái máy dùng pin của mình. Thì đây là ba cái máy, thì sẽ dùng lấy cái máy này tại vì nó có cục pin, mình lấy cục pin ra mình review cho mọi người. Đây là cái máy bắn dít không trở than, pin 2A 20V, và con này đang bán là 2.749.000. Cái máy này có hai cấp chỉnh tốc độ, mình đã review và so sánh với máy của Toto, hai máy là y chang nhau. Ok, và tiếp theo là cái máy lọng này, con cơ lọng dùng pin của hãng Inco dùng pin chung với cái pin 20V này. Con này đang bán giá là 1.175.000, chỉ thân máy không pin sạc nha, 1.175.000 chỉ thân máy thôi. Thì con này mình cũng đã có giới thiệu rồi cho anh em, nay giới thiệu lại cho anh em thôi. Rồi, và sản phẩm cuối cùng đó là con này. Đây là máy khoan bê tông dùng pin hai chế độ của hãng Inco. Con này cũng chỉ có thân máy thôi và giá là 1.284.000, mắc hơn cái máy cơ lọng chút xíu. Và chúng ta cùng nhau xem cái máy này như thế nào nha. Đây là cái máy của chúng ta. Cái máy này được đựng trong một cái hộp giấy. Trong đây thì nó sẽ chỉ có cái máy và ba cái mũi khoan của chúng ta. Đây, anh em xem. Con này được thiết kế rất là nhỏ gọn, ưu tiên dành cho những anh em leo trên cao và đi công trình. Máy này rất là phù hợp dành cho những anh em làm công việc như lắp camera, đi thợ điện, thợ nước, thì anh em hay leo cao. Thì khi mà chúng ta mua một cái hệ sinh thái của hãng Inco thì mình nghĩ anh em mua cái máy khoan pin hay bắt dít 12 20V cộng thêm cái máy này nữa là quá tuyệt vời luôn. Cái máy kia thì chuyên dùng để bắt dít, còn cái máy này chuyên dùng để khoan tường. Thì bây giờ mình sẽ biểu diễn cho anh em xem là cái máy này khả năng khoan của nó như thế nào. Đây, nó có hai chế độ khoan thường đèn luôn, quá ngon, nhẹ, một tay cầm được nha anh em. Vấn đề là quan trọng khi là anh em xài những cái máy này á, nó phải nhẹ thì anh em đưa thẳng lên em khoan được, khoan thẳng lên nè, hoặc là khoan thế này, một tay vịn thang, một tay cầm máy. Cái máy này dù nó nhẹ rồi nhưng mà nó cũng khá là nặng rồi đó anh em. Con này tặng khoảng 1.5-1.6 rồi đó, cộng thêm cục pin nữa. Thì khi mà chúng ta khoan như vậy á, khoan một khoảng thời gian lâu, vừa cái lực vừa chịu cái trọng lực nữa thì nó rất là mỏi tay. Nên tương tự đi anh em, dùng cái máy càng lớn thì nó sẽ càng mỏi tay và càng mệt. Nên là con này được thiết kế dành cho những cái công việc đặc thù như vậy. Còn những anh em nào khoan nhiều thì chúng ta nên khoan mua những cái máy nó xịn hơn, pin lâu hơn, máy chuẩn hơn thì chúng ta khoan được lâu hơn. Thì cái này chuyên dùng cho những anh em nào mà chúng ta khoan ít á, lâu lâu chúng ta vớt mũi đụng bê tông cứng vớt mũi, thì cái này phù hợp lắp máy lạnh nè, lắp camera nè. Lắp máy lạnh, một cái máy lạnh em lắp đâu mấy lỗ đâu, có bao bốn lỗ à, lắp màn cửa đó, màn cửa cũng vậy, giống như cái màn cửa mình lắp đây, mình thấy ông thợ ông khoan lần có 8 mũi à, là lắp được hai cái màn rồi, rất là ok đúng không, rẻ và chúng ta có thể sử dụng cho công việc của mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em, ở đây nó tặng thêm ba cái mũi, lấy mũi nó mình ra mình test luôn. Anh em nào mua cái máy này thì là mình sẽ đổi cho anh em một cái mũi khác, mình tặng cho anh em cái mũi mới của bên mình, của hãng Nicholson. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem ha. Anh em sẽ đợi mình chút xíu, mình set up cái khu vực để mình làm. Tại vì này hôm nay mình làm mình thôi, nên là nó sẽ hơi mất thời gian một chút xíu, nhưng không sao. Đây, ở đây mình có, đây là cục bê tông chuẩn này, mình xin từ công trường nha anh em. Mình đi xin từ công trường á. Cái độ cứng của nó là độ cứng chuẩn. Đây, bây giờ mình sẽ thử cho anh xem là nó khoan được hay không. Đây ha, đây là cái máy của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái mũi khoan 8 ly. Mình sẽ thử từng cái mũi khoan trước ha. Cái này đã xài đầu chuẩn SDS. Anh em xài, anh em chỉ cần đút vô. Ô, trời mưa, Sài Gòn nay mưa rồi anh em ơi. Rồi, xong. Anh em phải kéo cái đầu xuống nha. Bây giờ mình sẽ khoan ha. Review trời mưa luôn. Vô. Cục bê tông này cứng lắm luôn anh em. Đó, anh em thấy có một cái vấn đề khi mà mình khoan những cái dòng mũi khoan giá rẻ đó là nó sẽ bị phụt lên như thế này nè. Anh đang khoan cái nó phụt bụi vô mắt luôn á, mình mới bị á. Thì cái mũi khoan của hãng Heller á, nó sẽ không bị cái tình trạng này.
Anh em muốn nó không phụt, anh em phải vừa khoan vừa kéo lên kéo xuống như thế này. Đó, nó sẽ phụt bụi lên như vậy ha. Cái máy khoan này nó không có đảo chiều nha mọi người, nó chỉ có một chiều duy nhất thôi. Đây, nãy giờ mình khoan được một khoảng nhiêu đây ha, đó là mũi khoan 6 ly. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mũi khoan 8 ly coi nó khoan sao. Pin 2 nấc. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mũi khoan 10 ly. Tại sao mình không khoan lúc mũi? Tại vì anh em bắt tắc kê ra đó à. Ha, khoan chi tốn bịt. Rồi. Đây mũi 10 ly ha anh em. Ok, đó anh em thấy đã không? Với cái nhu cầu sử dụng của mình thì thật sự cái máy này hoàn toàn đáp ứng, và đặc biệt cái máy này nãy giờ mình xài về nó không nóng nha anh em. Tại máy khoan 3 mũi nóng gì. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em khoan một cái mũi khoan xịn hơn, coi nó như thế nào. Ở đây mình sẽ sử dụng cái mũi khoan của hãng Makita, dòng mũi khoan Nimusit. Dòng này là khoan được bê tông mà đụng sắt là nó khoan luôn á. Nhưng mà mũi này rất là dài. Tại vì mình còn có mũi này thôi. Mũi 6 ly. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem mình đang khoan như thế nào ha. Đây ha, mũi dài vậy nè. Đó, cái mũi Makita vẫn bị phun bụi lên nha. Đây mình đã khoan khoảng 10 ly à. Đó mũi khoan mình. Thì anh em thấy cái máy khoan này á hoàn toàn khả năng đáp ứng được cái nhu cầu khoan mà đi bắt công trình của mình, như là anh em khoan bắt tắc kê là bắt cửa nè, camera nè, bắt kệ nè, hoàn toàn phù hợp à, giá rẻ nữa à. Anh em thử mua cái máy khoan pin này của Boss với Makita coi, anh em biết đụng vô cái là trái mà là phỏng tay luôn á. Còn này giá rất là rẻ. Ví dụ anh em mua bộ máy khoan của hãng Inco nó khoảng 2 triệu mấy, cộng thêm máy này nữa thì tổng cộng chúng ta có được hai cái máy thì nó chỉ có 3 triệu mấy thôi. Thì cái tầm đó thì anh em chỉ mua được cái con Boss GSB180L thôi. Trong đó là được mua được hai cái máy này, chúng ta đáp ứng được nhu cầu, tùy nhu cầu sử dụng của mình thôi mà mình sẽ mua làm sao cho phù hợp. Còn nếu anh em muốn xịn hơn, anh em mua những cái máy của Dewalt ha, Makita rồi đó, thì nó sẽ xịn hơn, tuy nhiên nó mắc hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái lựa chọn dành cho chúng ta. Mình báo giá lại một lần nữa, máy này đang bán với cái mức giá chỉ bao gồm thân máy đó là 1.284.000. Cái máy cơ lộng này thì giá bán của nó là 1.175.000, còn cái bộ combo cái bộ máy bắt dít này thì giá là 2.749.000. Anh em thấy được, nếu mua bộ bắt dít là 2.749 cộng thêm là 1.284.000 để mình tính coi nha.
1, 2, 8, 4 cộng 2, 7, 4, 9. Thì anh em chỉ có tốn là 4.033.000 thôi cho hai cái máy, hai cục pin và một cục sạc. Quá ok. Cảm ơn em đã xem video này và đừng quên đăng ký cái kênh YouTube của mình, like trên Fanspace và nhấn nút cái chuông để chúng ta theo dõi ha. Địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Phố Chí Minh. Thời gian làm việc và số điện thoại anh em xem ở trên. Website là storelamoc.vn và anh em có thể tải app Store là Mọc về để chúng ta mua hàng cách dễ dàng trên App Store và Play Store. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.